Học mạch học thầy Linh thì có cái gì khác biệt so với học mạch truyền thống? Xin thưa các bạn, học mạch học của thầy Linh thì với sự kết hợp giữa mạch của y học cổ truyền lẫn mạch của y học hiện đại, kết hợp với lại đồ hình của y học hiện đại, thì y học cổ truyền là thầy Linh áp dụng 28 cổ mạch vào để ứng dụng trên từng cái sơ đồ của bộ mạch, của bộ tâm, bộ can, bộ thận, bộ phế, bộ tỳ và tam tiêu để ứng dụng luận mạch. Và cái ưu điểm của cái mạch học của thầy Linh này là chúng ta sẽ chẩn đoán và xác định được chính xác cái vị trí bị mắc bệnh để giúp cho các thầy thuốc định khu được và ra giảm thuốc cực kỳ chính xác. Thì đấy là cái ý nghĩa mạch của thầy Linh muốn chia sẻ.